2. Tà kiến chấp thượng. A Nan, các thiền nam tự đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng di tế kia, trong đó nếu khởi tâm chấp trước là tánh duyên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. Giảng: A Nan, các thiện nam tự đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, hành giả trong lúc thiền quán chánh tâm đứng lặng sáng trong. Chánh tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền định nên thiên ma không có cơ hội quấy phá. Bây giờ thiên ma không còn có thể dùng ma thuật để nhiễu loạn hành giả được nữa, nhưng thỉnh thoảng từ trong hành ánh lại hiện ra một loại biến hóa khiến cho hành giả khởi vọng niệm tà ý. Đây gọi là ma sinh từ trong tâm, là một loại ma sinh khởi từ trong tâm của chính hành giả. Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia, anh ta quán sát tính chất của manh mối cực kỳ u ẩn của tất cả mọi loài chúng sanh. Nơi ấy anh ta thấy được một sự lăng xăng nhiễu động thường xuyên rất vi tế. Trong đó nếu khởi tâm chấp đó là tánh duyên thường thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. Anh ta có thể sẽ phát khởi một thứ tà kiến, một loại suy lượng sai lạc, nên rơi vào bốn quan niệm biến thường. Bốn thứ luận biến thường là gì? Một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, cả hai đều không có nhân, tu tập biết được trong hai muôn kiếp chúng sanh trong mười phương trải qua xoay dần sanh diệt mà không mất hẳn, nên chấp là thường. Giảng: Một là người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, hành giả nghiên cứu tột cùng bản tánh của tâm và cảnh, anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc và kết luận rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân, đều không có cội gốc nơi mà chúng sinh khởi. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp chúng sanh trong mười phương trải qua xoay dần sanh diệt mà không mất hẳn. Nhờ có công phu tu tập, anh ta có thể biết được trong hai muôn kiếp những chúng sanh trong mười phương trải qua dòng sanh diệt vô cùng vô tận mà không dứt hẳn. Do tu tập mà có định lực nên biết được sự sinh ra và chết đi của toàn thể các loài chúng sanh ở mười phương trong vòng hai vạn kiếp, thấy được chúng sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sinh ra rồi chết đi liên tục mãi mãi mà không bao giờ tan mất hẳn, nên chấp là thường. Do vậy hành giả chấp tâm cảnh ấy là thường, không bao giờ cải biến thay đổi cả. Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Tu tập biết được trong bốn muôn kiếp chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết nhưng bản thể là thường hằng, không bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. Giảng: Luận điểm thứ hai là gì? Là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Hành giả nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại đất nước, lửa gió, kết luận tánh của nó là thường trụ. Anh ta tuyên bố rằng bản thể của đất nước gió lửa là thường còn, không thể biến hoại. Thực ra đất nước gió lửa có được là do vọng tưởng của chúng sanh và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh làm sao nó lại thường được? Đây là một quan niệm sai lầm. Qua công phu tu tập biết được trong bốn muôn kiếp chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết nhưng bản thể của chúng sanh lại thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy nên hành giả chấp trạng thái ấy là thường. Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường hằng, không biến đổi, nó không bao giờ gián đoạn. Đó là luận điểm thứ hai. Ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn, của sự chấp thụ ở thức mạt na và của tâm ý thức, thấy bổn tánh của đó vốn thường hằng. Tu tập biết được trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay dần không mất, xưa nay vốn thường trụ, nghiên cứu cùng tột tánh không mất ấy, chấp cho là thường. Giảng: Ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn. Người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của thức thứ sáu. Thức thứ sáu còn gọi là ý thức, mạt na thức còn gọi là nhiễm ô thức, của sự chấp thủ ở thức mạt na và của tâm ý thức, tức là
của thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng, qua công phu tu tập, dùng công phu phản văn văn tự tánh, biết được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng sanh trong mười phương xoay dần luân chuyển trong luân hồi, không hề tan mất và không hề thay đổi. Vốn xưa nay, vốn thường trụ, nghiên cứu cùng tột tánh không tan mất ấy, chấp cho là thường, không bị chi phối bởi sự thay đổi. Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm, lý sanh khởi không còn nữa, trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay dần, tâm tưởng sanh diệt nay vĩnh viễn không còn. Trong lý tự nhiên thành không sanh diệt, do tâm niệm suy lường như thế mà chấp cho là thường. Giảng: thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm, thứ tư là do hành giả đã tiêu dung được căn gốc của tưởng ấm, lý sanh khởi không còn nữa. Một khi đã vượt qua được tưởng ấm thì cội gốc của sự sanh khởi vọng tưởng cũng không còn nữa. Hành giả có được định lực hóa giải hết những vọng tưởng từ tâm thức, với tâm ngưng lặng sáng suốt, hành giả không còn cơ hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa. Trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay dần của hành ấm, tâm tưởng vốn là nguyên nhân của sanh diệt nay vĩnh viễn không còn nữa. Hành giả không còn vọng tưởng nữa, trong lý tự nhiên thành không sanh diệt. Thế nên tự nhiên nghĩ rằng đây là trạng thái không sanh diệt, do tâm niệm suy lượng như thế, hành giả chấp cho là thường. Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết viên thường. Giảng: do suy luận chấp thường ấy, do suy luận về bốn luận thuyết chấp viên thường ấy, quên mất chánh biến tri, hành giả bỏ mất trí huệ có được từ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Một khi đã rơi vào tà thuyết ngoại đạo, người ấy không thể nhận ra được tánh bồ đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết viên thường. Ha ha ha,